À, chào các bạn. Tiếp theo bài học trước, sau khi chúng ta đã cài Windows rồi, cài driver rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt các phần mềm để chúng ta có thể sử dụng được nó. Thì có rất nhiều phần mềm để các bạn cài đặt, thì tùy theo cái nhu cầu của mỗi người sử dụng. Tuy nhiên, tiếp đến thì chúng ta để gõ được tiếng Việt ha, thì các bạn phải cài phần mềm gõ tiếng Việt. Thì có rất nhiều phần mềm. Tuy nhiên là các bạn nên đào ở những cái nguồn chính chính thống. Ta có nhiều bộ gõ như Wiki, Unikey ha. Chúng ta sẽ tải cái phần mềm Unikey về. Phần mềm này hoàn toàn miễn phí ha. Tuy nhiên là các bạn phải vô cái trang chủ, trang gốc chính xác. Thì ở đây á, cái trang chính xác nó chính là unikey.org, trang này của chính của tác giả, còn những trang còn lại thì không phải. Đây các bạn có thể xem ha, đây là trang của bạn dạy tiếng Việt. Thì đây là cái chỉ có cái trang này là trang chính thức của tác giả, còn tất cả các trang khác thì nó không đúng, thậm chí nó có thể chứa những cái mã độc. À, thì các bạn lưu ý ha. À, tác giả Phạm Kim Long, đây là trang chuẩn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có thể tải về. Thì ở đây nó có nhiều phiên bản ha. Ở đây bạn hình dung như thế thôi ha. Đây là phiên bản R42, Unikey 4.2 R4. Thì đây là phiên bản được update khá tốt. Như vậy các bạn sẽ tải phiên bản này về. Thì máy chúng ta bao nhiêu bit thì các bạn đào đúng ha. Ví dụ đây của tôi là 64 bit. Như vậy tôi đào các bạn 64 bit. Còn các bạn máy 32 bit thì đào các bạn 32 bit. Đấy. Các bạn chờ một tí ha, nó sẽ tự động đào. Còn nếu máy nó không tự động download thì các bạn có thể download trực tiếp vào cái link này nhé, hoặc là cái micro này các bạn có thể bấm direct link. Cái direct này nó lỗi rồi. Nha, tại vì rất mạng ha. Là các bạn bấm xem. Này chúng ta open folder. Này cái file chúng ta đã xuống đây. Tuy nhiên file này phải nén nha, các bạn chọn check on. Rồi các bạn bấm file này. Chạy cái file này lên. Rồi, ở đây thì bạn bấm mở rộng rồi ha. Ở đây chúng ta có thể chọn cái bảng mã. Thường thì chúng ta hay dùng cái bảng mã Unicode. Còn nếu có số bạn dùng bảng mã tiêu chuẩn Win53 hoặc VN Windows thì các bạn phải chọn đúng bảng mã này. Tuy nhiên cái bảng Unicode là chuẩn nhất, còn kiểu gõ thì các bạn có thể dùng Telet hoặc Vintype tùy.
Các bạn có thể sử dụng lib rồi cho phép vừa tắt ha. Rồi, ở đây các bạn khởi động cùng Windows, tuy nhiên các bạn bỏ cái dấu bật khi khởi động đi thì khi đó nó mở lên nó sẽ không tự động bật ha, nhưng mà nó vẫn chạy dưới đây ở thanh thanh bàn này. Các bạn chỉ cần bấm nút chữ V ha, còn nếu chữ E không tắt các bạn bấm chữ V để nó gọi tiếng Việt. Bây giờ các bạn thử nhé. Chúng ta quay lại cái Word. Chào mừng. Đó, chúng ta đã chuyển đổi bộ gõ. Tuy nhiên ở đây thì bây giờ chúng ta chưa gõ được có cái phông tiếng Việt, cái kiểu một số tài liệu cái kiểu là viên thai thì chúng ta không gõ được. Như vậy tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cái phông. Các bạn có thể lên lên Google ha. Các bạn tải cái bộ phông về. Các bạn gõ phông viên thì nó sẽ ra. Rồi các bạn đào toàn bộ cái bộ phông này về. Là tôi thì đã tải sẵn trên máy rồi ha, nên tôi có sẵn cái bộ phông này. Đây, đây là cái bộ phông. Thì đối với Windows 10 thì các bạn để cài cái bộ phông này các bạn sẽ chọn hết ha. Còn bấm Ctrl A. Rồi các bạn bấm như này. Bạn chọn Enter. Thì lập tức nó sẽ cài cho bạn các cái phông này. Thì nếu có cái phông nào mà trùng rồi thì nó sẽ hỏi chúng ta, chúng ta yes hoặc no thôi. Thì đây nó sẽ cài hết các cái phông của Việt Nam. Bây giờ phông này đã có ra thì các bạn nó sẽ cài các cái phông khác. Rồi, sau khi các bạn cài xong phông rồi ha, bây giờ ta thử lại nhé. Bây giờ ta gõ tiếng Việt. Thì để chắc ăn thì các bạn cứ tắt tắt giùm tôi. Sau đó chúng ta mở lại nhé. Lý do tại sao tôi nói các bạn phải tắt, đơn giản là để nó cập nhật lại cái bộ phông mà nó load lên. Rồi bây giờ chúng ta muốn gõ phông tiếng Việt thì các bạn tìm nhìn thấy tôi VNI thì nó có nhiều ha. Ví dụ tôi gạch gạch tham đây, cái phông tiếng Việt chúng ta hay gõ. Bây giờ ta gõ thử nhé. Như vậy nó sẽ bị lỗi, như vậy chúng ta kiểm tra lại ở chỗ này. Ra nó lỗi ở lý do là như thế này, ta đang gõ bản mã Unicode thì nó không được ha, nên vậy các bạn chọn lại VN Windows. Ha. Đó, thì nó gõ một cách bình thường. Đây. Rồi, đó là cái bài toán cài các bộ phòng. Còn một vấn đề nữa mà các bạn hay gặp đó là chúng ta muốn đọc các cái file có cái định dạng đuôi PDF. Thế thì làm sao chúng ta đọc được? Mặc định thì máy chúng ta ở đây không đọc được nhé. Giờ đây, nếu
có những cái file PDF thì chúng ta không đọc được, thì chúng ta phải cài ha, cái phần mềm. Thì ở đây tôi có tạo về máy nè, các bạn thấy cái file reader ha, đây tôi copy luôn cho nhanh nhé. Thì ở đây tôi vào đây các bạn search cho tôi, chúng ta chọn này thì nó sẽ vô trang chủ ha. Các bạn vô trang, phần mềm này miễn phí nha các bạn, đọc khá là tốt. Nó cho chúng ta download miễn phí, thì đây các bạn đào chọn download free ha. Này các bạn download. Xem nó 51 MB, như vậy chúng ta đào cái file này về. Nãy tôi bấm hai lần nên tạo ra hai file. Rồi chúng ta đã download hoàn tất rồi, chúng ta open folder rồi, chúng ta chạy cái này, bạn double click chuột vào nhé. Rồi yes, chờ một tí nha các bạn, nó đang chạy. Này, chúng ta bấm next. Đồng ý license. Rồi next. Thư mục chưa cài đặt, rồi next luôn. Trong này thì nó có nhiều cái mở này, nó có cài các cái login cho Word, PowerPoint, Excel luôn. Thì đây nếu chúng ta muốn cần chúng ta cài không thì thôi, chúng ta bấm next. Rồi nó tạo shortcut. Ok. Rồi next luôn. Rồi next. Ở đây nó cho cái cho chúng ta intern free và cho ta xài 14 ngày cái bản có phí. Chúng ta thôi chúng ta chọn net nơi intern, thì quá trình cài đặt nó sẽ diễn ra khá là nhanh chóng. Tôi sẽ thử tìm một số file thử PDF nhé. Này đây là file PDF của tôi ha. Bình thường thì nó vẫn chưa đọc được. Rồi sau khi tôi cài xong đi. Rồi, đã cài xong ha, finish. Biểu tượng có rồi ha, chờ nút finish nữa là xong. Rồi. Nó hỏi chúng ta có mở không, ra khỏi ha, finish. Đã cài xong rồi, bây giờ ha, biểu tượng nó có ha, bây giờ tôi mở thử ha. Này, nó reader 8.3 các bạn nhớ, ok.
Đây, nó đã mở ra chúng ta. Nó hỏi chúng ta register bấm nồi nhé. Đây. Nó mở file video chúng ta. Đây có rất là nhiều. Các bạn có thể highlight, các bạn có thể chèn test tùy. Rồi, cơ bản đã xong các phần mềm cơ bản Office và bộ gọi tiếng Việt cũng như là phần mềm đọc PDF.